ơi. Xin chào mọi người ạ. Hôm nay lại tiếp tục cái chuyên mục Cắt Thần Kinh. Cái đàn chó Malinois em đang chuẩn bị xuất bán để cho mọi người thấy được cái độ thần kinh như thế nào nhá. Nói chung là từ lúc này đến bây giờ thì em cũng chưa thích thần kinh đâu. Mà đang chuẩn bị xuất bán thì mới bắt đầu thích thần kinh cho nó thôi. Tại vì nhiều lúc là nó sẽ em sẽ sợ là bị căng quá ấy mọi người. Đây. Mới kích có 2 hôm thôi. Mọi người nhìn này. Nên là bác nào mà nuôi cả màu đỏ em rồng phát triển đấy, thích huấn luyện thì nhiều hết là nên là ưu tiên là cái rồng này nhé, bởi vì là thần kinh nó rất là căng. Mọi người nhìn này, trong đây là 2 đàn này mà hầu hết là con nào cũng tố chất nó cũng hầu hết là nó gần như nhau, con nào cũng con 10 luôn, con nào là con đồ, con nào là con hai đồ đấy. Đây mọi người nhìn này, không có con nào là không chạy theo đúng không? Hạt tiêu thì đoán được.